Đây mình có hay làm cho khách Tây không chị? Ghé Tây ăn nhiều lắm á. Đây là ngay gần khu trung tâm á cả nhà, rất là nhiều khách Tây. Công nhận sườn ngon thiệt, em mang em thấy hấp dẫn. Cái đó là nạm chị lấy thêm lên ha. Wow, còn nhiều á, nãy giờ giấu bài quá trời. Nãy giờ vẫn cứ để dưới mà đúng không? Giờ hết nước cái nó mới lòi lên. Sườn không thì cũng 50 luôn. Không, cái này chị ở sớm bán chị có 25 à. Dạ. Ủa, chị được ăn 25 thôi nè cả nhà. Nếu mà khách là cũng còn 50 nè. À 50. À, sườn không. Khách chỉ có hai loại thôi, 40 với 50. À dạ. Còn cái người ở xóm là cái người khó khăn. Ủa, ở xóm lớn ta đeo vàng đầy tay sao? Cái vàng đầy tay bán 50. Hai tô đầy đủ một chén sụn. Thêm chén sườn quá anh Tường. Này là công an nè phải anh Tường. Công an tô đầy đủ nữa hả? Múc múc đi công an đi Sơn, múc đi cho công an Sơn thôi. Công an là phải màu đỏ ha. Không có, tự mình bán hai loại tô á. Số đỏ. Rồi, xin chào cả nhà. Rồi. Đang có mặt ở cái địa điểm này là quán cơm Bà Cả cả nhà. Ban ngày sẽ là quán cơm Bà Cả ha, còn buổi sáng và cả ngày thì sẽ là bán quán cơm, còn buổi sáng thì sẽ có một cái nồi phở ở đây. Đó, có một cái quầy bán phở. Đợt này cũng khá là hot nha, còn đi quay mà gặp 3-4 này. TikToker với lại YouTuber hay ở đây luôn. Nói quán cơm Bà Cả thì chắc người Sài Gòn ai cũng biết rồi. Rồi, chào chị ha. Chào chị. Chị ơi, chị tên gì ạ? À? Dạ, chị tên Vui. Vui hả? À, đúng rồi. Chị Vui nha. Nghe tên là thấy mình xinh vui vẻ. Chị bán đi, hình như mới bán hả chị? À, chị bán lâu rồi, mười mấy hai chục năm nay rồi. Ủa, vậy đó hả? Sao đợt này em mới thấy nổi rần rần trên các kênh... À, đúng rồi, chị bán lâu hả? Sao giờ này? Đợt này mình có thay đổi gì không để mà thu hút không hơn? Hôm nay chị bán phở không à, bán có một món thôi. Là xưa giờ cái quầy của chị nó đã như vậy rồi. Dạ đúng rồi. Mình mấy 20 năm rồi nha cả nhà, nhưng mà mình cũng không để ý và cũng không biết là có cái quán giống như vậy. Rồi cho anh con thấy gần đi. Đó, chị là sẽ bán phở bò, đầy đủ các món của phở bò hay chị ha? Dạ đúng. Giá mình bán sao ta? Giá mình là từ nhiêu tới nhiêu? À, cái tô này 40, còn tô này thì 50. À, tô trắng 40, tô nâu. À, tô tròn, mình ăn đầy đủ sườn đồ luôn em, là 50. Có tô nào đặc biệt không? Tô sườn mới. Thì đó, đặc biệt là 50, bỏ, có trứng rồi, có riêng trứng rồi. À, anh kia bỏ trứng vô luôn. Thôi ăn riêng đi cho nó ngon. Tô 40. À, cái đó 40, chén trứng thì 7 ngàn. À, em trứng đập vô 7 ngàn trứng. À. Ủa, gần cái cát nhìn thấy nó mềm quá nè. À. Alo. Đây có bán chị? Có. Mà mình lầu 1 hay là dưới nhà? Rồi, công an phường một tô. Ông vô còn miếng á, một miếng nằm ở trên đó, chị rửa cái chị vũ đem đem ra đây. Đèo chị hết rồi, qua bỏ mới nổi vừa có. Dưới nhà nha, dưới nhà. Xong rồi xương đầy đủ. Đem sẵn cho nó luôn. Để sẵn trong này luôn nè. Sườn chứ không phải xương. Tôi đặc biệt là có sườn này chị. À, đặc biệt là có sườn em. Ví dụ người ta ăn thịt nhiều thì mình cũng bán 50. Mình ăn tô lớn thì mình bán 50, còn ăn tô nhỏ thì bán 40.
em mê sườn quá anh, em ăn nguyên cái miếng sườn là hai miếng sườn giống vậy thì cứ tính lên ha. À rồi sườn thì cũng ngon quá nè. Dạ sườn nó ngon. Sườn nhẹ khác đó. Chúc em sẽ ăn một tô đặc biệt nhiều hơn 50 trời cái mạnh tô mạnh ăn nào mì với phở 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 gì đây thương rồi. Mấy bữa nay đi vòng vòng các cái quán xương đó là xương à sườn sườn gà nè ăn sườn hầm xương không gì cũng 50 luôn không cái này chỉ ở sớm bán chỉ có 25 à ủa sao vậy tại ở sớm ủa chị được ăn 25 thôi nè cả nhà nếu mà khách là cũng còn 50 à 50 à sườn không khách chỉ có hai loại thôi 40 với 50 à dạ còn cái người ở sớm là cái người có khách có 20 là còn ủa ở xóm lớn ta đeo vàng đầy tay sao? Đeo vàng đầy tay bán 50 ở xóm đó mà ý là những người khó khăn mà mình biết đó hai chị ha. Ở bãi tháng này là dễ thương. Đây kiếm chỗ ngồi 25 ngàn. À 25 ngàn. Chuyển đi rồi. Để không phải rộng ra cho cả nhà. Ủa đó là được cái tô 25. Đây góc Lê Lợi Trương Đức nha cả nhà. Nó nằm bên cái chỗ quán cơm tất cả. Mình có liên quan gì không? Hay là Lê Thánh Tô Trương Đình chứ phải là à Lê Thánh Tô. Đúng rồi quên cả nhà Lê Thánh Tô nha. Mình với quán cơm bà cả có liên quan gì không chị? À không, mình nhờ người ta cho bán. Mình chỉ là nhờ buổi sáng. Nước lèo mình còn lên nữa không chị? Hay là mình bán nhiêu đây? Bán hết rồi. Bán hết rồi em. À giờ này hết rồi, còn nhiêu đây nữa chị hết rồi. Sáng chị bán được mấy nồi rồi? Hai nồi nước lèo. Ôi, tái rồi chị nhìn ngon quá luôn á. Nào tới đâu chị mới sắc tới đó không? Đúng rồi. Thấy chị không có sắc nào. Ờ, không có sắc nhiều. Còn còn gì là bè ha, bè với lại viên, cơm. Rồi, có em 50. Cái quầy nhỏ nhỏ nhưng mà rất là dễ thương và đẹp mắt cái thằng nhà. À, mình ăn gì em ơi ngồi ghế lên chị ngồi đi chị hả không thiếu rồi à, okay. Một tô nữa vui mình ăn thật cảnh ha mình ăn đầy đủ gì không có tái nạp gân bồ biên lại được bò hai tô đầy đủ một chén sụn thêm chén sườn quá anh Tường này là công an nè phải anh Tường công an tô đầy đủ nữa hả múc đi công an đi Sơn múc đi cho công an Sơn ơi công an là phải màu đỏ ha không có tự mình bán hai loại tô á chén sườn nữa rồi xong rồi phải không hết rồi phải không có tô nhìn bé nữa em bé thì lại người lớn cho em bé mạnh công không tính tiền dạ tô này tổng 50 chứ cái này là 50 dạ. Em có thấy tô màu này dạ màu nâu 50 ôi cái này nãy giờ chị ngâm là nó nóng đã luôn rồi. Cán sườn này là 40 á. Ủa, cán sườn thêm là 40. Dạ. Úp cộng
sườn mà có 40 ngàn hết không? Quá rẻ rồi. Chỗ này là thập cẩm hay sao? Dạ đúng rồi, thập cẩm 50 em. Bằng cái này là gọi là sườn lộng hả? Sườn. Đây mình có hay làm cho khách chơi không chị? Có, cũng ghé, tay ăn nhiều lắm á. À, đây là ngay gần khu trung tâm á cả nhà, rất là nhiều khách chơi. Dạ. Công nhận sườn ngon thiệt, em ăn em thấy hấp dẫn. Cái đó là nạc chị lấy thêm lên ha. Dạ. Wow, còn nhiều á, nãy giờ giấu bài quá trời. Nãy giờ vẫn cứ để dưới mà đúng không? Giờ hết nước cái nó mới lòi lên. Nó to đi chị. Cho nó mềm nó thấm nó ngon á. Dạ. Đây là quán hai chị em nha cả nhà. Đây là chị đúng không? Chị là chị. Dạ. Còn chị này là em gái em ruột nè. Hai chị em ruột luôn. Ở bò Việt Nam mãi đỉnh. Dạ. Hai chị em ở đây là giống như là giới thiệu món phở với khách Tây vậy đó. Phở đường phố. À, khách mối. Bỏ vô nó thấm nó mới ngon. À, bỏ vô là cái nó ngon á, thấm á, ăn á nó ngon. Dạ. Trung tâm mà bán giá này là ok, rất là bình dân luôn. 40 nó bán thì còn rẻ hơn nữa, sao cái tự cái mình lên giá. Giá hồi đầu tiên chị mở là giá nhiêu? Hồi đó chị bán chị quên hình như có mấy ngàn tô, rồi từ cái lên mười mấy, hai chục vậy đó. Rồi lên 10 năm thì hồi đó khoảng, ở đây thì chắc khoảng 4 ngàn. Ờ, đó, còn em đó còn hồi đó qua. Em vô Nó là chợ hoa đồ nè, đó, bán có mấy ngàn. Cái hồi đó là chắc 2003 hả? Ừ. Tầm đó. Từ. Hồi đó là em ăn sinh viên là 3.000. Cơm 3.000, phở 3.000. Giờ là lên gấp 10 lần. Gấp 15 lần. Bỏ trả tiền luôn cũng được á. Trả tiền mà còn nói tiền. Em phải lái cho em. Bán tiền cho em 800 đi. Nói liền. Nói tiền với bạn. Hai chị em là người Sài Gòn luôn hả chị? Đúng rồi, chị là chị em là bé tư bé ba. Bé ba bé tư dễ thương ha, bé ba bé tư nha cả nhà. Trời, cảm ơn chị nha. Cảm ơn em. Dạ, dạ. Rồi, thật ra anh một tô thập cẩm nha. Vừa bánh thôi ha. Vừa dạ, vừa thôi ha. Rồi, có liền. Cái chén sườn thêm cái ngon quá, chắc ăn thêm một chén sườn. Bút kem nó sườn. Giá trùng á chị. Đây giá trùng luôn. Nếu mà nó
lấy em hai cục đi cho nó ngon. Tôi chắc khoảng 70 quá ha. 50 à? 50 à? Chị bán đây bình dân lắm. Em ăn béo không? Ít thôi ha, ít đi ha. Rồi. Em mới nổi này ai ăn là chị cho luôn. Đúng hả? Rồi. Ai ăn là cho. Ăn không? Không mở nổi không? Ăn không? Ăn thử đi nha. Thử cục đi. Rồi. Cục thôi. Ai ăn thì cho. Rồi, có nhiều người ta không ăn. Rồi anh trai mì gói ngồi ngoài đi Xuân ơi. Giang ơi cho anh ngồi. Rồi mời cả nhà thưởng thức tô phở. Cả nhà ơi. Tô này có giá là 50 ha cả nhà. Rất là đầy đặn luôn. Topping tái này ha cả nhà. Xong rồi mình sẽ có hai miếng sườn, một ít nạm mỡ ha. Sau đó là có mỡ nổ luôn, mình xin thêm mình ăn để cùng biết cái hương vị ha. Wow ngọt. Wow. Đầu tiên là cái vị nó rất là ngọt êm rồi nha. Mình cảm giác nó hơi thiên về ngọt nha, thiên về ngọt chút xíu. Cái tương chấm cũng rất là ngọt luôn. Mấy cái tương là chị tự pha hả? Mấy cái tương đen á, tương. À. Ồ, ăn nó lạ quá vậy. Ăn là thấy nó khác biệt liền. À. Nó hè gì nó cái vị nó lạ. Dạ. Tương nó đậm đà cái hương vị riêng quá. Ăn sườn hơn nha. Ăn được luôn nha cả nhà, cái tụng khá là giòn ha. Nói chung ở đây là cái vị sẽ thiên về ngọt, thiên về ngọt. Thuận ăn thì Thuận thấy khá là ngọt so với cái khẩu vị của mình. Sườn mềm với bùi béo ha cả nhà, ngon lắm. Sườn rất là ok ha. Nè về này, nằm về này.
cậy. Gân nha cả nhà, gân nhìn trong và ngon ha, nhìn rất là đẹp luôn. Mềm mượt rồi. Cái hậu vị nó ngọt ngọt bùi bùi. Dậy lên cái mùi thơm ha, thơm bò. Xuất sắc nha cả nhà. Cái sườn bên chị quá là ngon luôn. Bởi vì có mấy anh á, ăn thêm nguyên một cái chén sườn 40k ha, 4 miếng. Ăn cho đã. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip tới thời điểm này ha. Hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo.